chào mừng các bạn đến với livestream ở cửa hàng nha. Chào Nguyễn Đa Hữu nha. Chào các bạn nha. X-Sign cửa hàng có rất là nhiều luôn. Chào Lê Văn Tuấn nhá. X-Sign nhá, ở bên này cửa hàng đang live mới theo số này. Bên này sẽ có X-Sign này, Winner này. Tất cả dòng xe số luôn mọi người nhá. Chào chị Vũ ạ. Cảm ơn Linh Trần nha. Bạn đến cửa hàng, bạn đến cửa hàng ủng hộ cửa hàng bạn nhé. Anh ơi, cửa hàng em đang còn một con X-Sign 2010 nhé. Rất là đẹp luôn. 34.900.000. Màu trắng ạ. Chào Phạm Mến nhé. Rất nhiều xe X-Sign. Cửa hàng có cả Winner cho mọi người nữa. Chào Hoàng Chiến. Winner từ Winner V1 đến Winner X cửa hàng đều có nhé. Cửa hàng đã về một con X-Sign 155. Xe như mới luôn. Đây con X-Sign màu trắng cửa hàng em đây. Xe 2010. Biển rất đẹp luôn. Biển là 31355 nhé. Này em quay cho mọi người sát hơn này. Rất đẹp luôn, mọi người có thể đến cửa hàng xem xe trực tiếp nhé. Giá 34.900.000 anh ơi. Anh cứ đến cửa hàng xem xe nhé, cửa hàng cân đối cho mình nhé. Sirius màu đen là cửa hàng đang có một con nhé. Là 15.900.000. Xe đen nhám, rất đẹp luôn. Đây em sẽ quay cho mọi người xem. Đây xe màu đen nhám đi mọi người nhé. Xe không có vết xước nha. Rất là mới mọi người ơi. $15.900.000 là có xe nhé. Xe là đời 2020. Đây cửa hàng cũng còn có rất nhiều dòng xe Sirius khác nhé. Màu vàng, màu trắng, màu đỏ cửa hàng đều có nha mọi người. Sirius FB cửa hàng cũng có. Nguyên cửa hàng có xe rất nhiều luôn. Cửa hàng đang có một con Ram Việt anh ơi. Con này là 39.600.000. Qua là đời 2014 anh nhé. Mọi người hãy xem kỹ hơn con xe này. Văn Hiển ơi, con X-Sign này là 30.500.000 nhé. Chủ thành phố, đời 2017. Đây, mình quay cho mọi người xem nhé. Vision trắng đời mới cửa hàng đang có là từ 30.500.000 là có xe rồi. SH đời 2020 cửa hàng đang có nhá. SH đời 2020 là từ 73.600.000 nhá. Là xe lướt, xe mới đi được có
hơn 1000 cây thôi, sẽ đẹp luôn mọi người ơi. Đây, cửa hàng đang nổ máy cho mọi người xem nghe con xe SH2020. Thông Giang ơi, con Vision trắng thì cửa hàng này để ở bên xe mới rồi. Hôm nay cửa hàng ra live bên xe số nhé. Thì nếu bạn muốn tham khảo thì có thể lên có xem mới ở cửa hàng để xem xe trực tiếp mọi người nhé. Mẫu SH150 thì cửa hàng đây, con này là con SH150 đấy, 2020 đây mọi người ơi. Đây là 150. Đây là bản phanh thường mọi người nhé. Còn ở bên cạnh đây là con bản phanh một phanh ABS. Anh ơi, cái con này có nghĩa là bên xe để em để xe số bên này, còn xe thỉnh thoảng xe vẫn để bên xe sang ga vẫn để bên này anh nhé. SH125 cửa hàng em đang có là từ 52.600.000 anh chị nhé. 52.600.000 là có xe SH125 màu trắng rồi. Con này nhà em là 87.600.000 anh ơi. Con này có biển sẵn luôn cho anh nhé. Đó là biển đây, em quay biển cho anh đây. Cửa hàng mới ra hai con xe lít mọi người ơi, xe lít màu đỏ đời 2010. Có hai con xe lít nha, một con chỉ có 14.800.000 thôi. Đời 2012 chủ thành phố. Nó ngon bên cạnh là xe màu đỏ nha. Đây, cửa hàng sẽ quay cho mình con X-Size 135 5 số nhá. Đây, giá là 21.900.000 mọi người nhé. Con này đời 2014 đây. Cửa hàng cũng có hai con Rider này. Chỉ từ 18.900.000 là có xe Rider rồi. Đây, cửa hàng con đang có một con xe Coupe 6.500.000 là có xe rồi nhé. Coupe rất tiện luôn cho mọi người, có thể cho học sinh đi học này, hoặc là cho mọi người đi chợ dễ dàng. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào thì hãy để lại bình luận nhá. Có rất nhiều xe cho mọi người tham khảo luôn. Cửa hàng mới về một con Vision đen nhám đời 2020. SHMO cửa hàng để ở bên kia mất rồi. Thì bạn cứ để lại bình luận nhé, thì cửa hàng sẽ gửi link cho mình để tham khảo. Đây, Vision đen nhám đời 2020 đây, 30.500.000 mọi người nhé. Xe không có vết xước nào luôn.
Chào Bảo Ngọc nha. Ok bạn ơi, bạn cứ để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ gửi link cho mình để tham khảo SH More nha. Đây cửa hàng mới về hai con quay màu đỏ đây. Một con là quay RSX và một con là quay Alpha nhé. Rất là đẹp luôn. Chào Trúc Nguyễn, chào Vũ Văn Việt nhé. Rất nhiều con quay cho mọi người tham khảo. Mọi người hãy đến ở 237, 289 và 238 Ngô Quyền để tham khảo xe nhé. Xe cũ cửa hàng đảm bảo chất lượng cho mọi người. Bạn xe bảo hành không tai nạn, không ngập nước, không đâm đụng, va chạm nhé. Cửa hàng đang còn một con RAM thôi nhé mọi người ơi. 39 triệu 600 một xe RAM đời 2014 nhé. Đây, em sẽ quay DRAM cho mọi người xem nhá. Còn một con duy nhất thôi mọi người ơi. Xe rất là đẹp luôn. Chào Hoa Phạm nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Để xe ăn đẹp nhé. Xe 39 triệu 600 đời 2014 luôn. $34.800.000 là có AB đời 2019 rồi anh ơi. Anh ơi mình muốn tham khảo dòng xe nào ạ? Đây con Sirius FI nhà em đây. Xe mới ra ngày hôm qua hôm kia thôi. Xe rất là đẹp luôn mọi người nhé. Anh ơi xem X135 nhà em là có từ 21.900.000 anh nhá. Còn xe FZ nhà em thì lại không đang không có con nào. Đây để em cho mọi người tham khảo con R15P3 nhá. Anh ơi thì anh cứ để lại bình luận nhá, thì bên em sẽ gửi cho anh cái đường link về XI135 anh nhá. Cửa hàng đang có 3 con R15. Chỉ từ 36.800.000 là có xe R15 mọi người nhé. Đây có một con xe R15 đời 2021 mới chạy có 400 cây thôi. Xe là giá là 61.800.000. Màu đen nhám, xe rất mới luôn. Đây ạ, mọi người tham khảo đi ạ. Xe ở đây thì mọi người, cửa hàng bên em là báo giá niêm yết của xe đấy. Nếu mọi người muốn cân đối hay gì thì mọi người có thể lên cửa hàng nhé. Bên em sẽ cân đối cho mình rất nhiều luôn. Chào Phạm Bảo nha.
Cửa hàng có rất nhiều xe cho mọi người tham khảo nha. Xe chỉ từ 21 triệu 900 là có xe xe cho mọi người nhé. Chị ơi, SM hôm nay nhà em lại không quay ở bên xe ga ấy, thì chị cứ để lại bình luận đi, bên cửa hàng em sẽ gửi cho chị cái đường link SM để mình tham khảo chị nhé. Đặng Xuân Hiếu ơi, quay 110 thì cửa hàng đang quay 100 à, cửa hàng đang hết mất rồi. Thì khi nào lại có xe cửa hàng sẽ like cho mình nhé, để mình đến tham khảo nhé. Phạm Ngọc Thịnh nha. Ok anh Đặng Xuân Hiếu nhé, cảm ơn anh rất nhiều. X-Size có đủ màu cho mọi người luôn. Cửa hàng đang có một X-Size màu bản đặc biệt nhé. Sẽ rất đẹp luôn cho mọi người xem này. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho mọi người nha. Mọi người chỉ cần có chứng minh thư và sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh thư bằng lái xe nhé, là có thể được ngay mà em xe về rồi. Mọi người ơi, cửa hàng xin kết thúc livestream ở đây nhé. Thì mọi người muốn tham khảo dòng xe nào ấy thì hãy để lại comment giúp cửa hàng. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình nhé. Hoặc là cửa hàng có thể alo ngay cho số điện thoại cửa hàng để tham khảo những con xe đấy nhé. Chào tất cả mọi người nha.